Thôi, cái này mẹ mới mua nè. Mẹ Kim rất là thích hoa màu vàng đó mọi người. Cũng có một cái gương nữa nè. Không những trồng hoa mà còn trang trí. Những người ở trong cái ngôi làng này nè sẽ góp tiền lại. Hello cô chú anh chị và các bạn ơi, sáng nay thứ bảy ông nội đến rước hai mẹ con đi chơi nè cô chú. Hôm nay sẽ đi ăn tiệc hả mọi người. Đây là cái nhà thờ. Sắp tới nhà ông bà nội rồi cô chú ơi. Chị chào ông bà cô chú ơi. Để chút mẹ lấy cho mà dẹp rồi. Xin chào các bà cô chú. Ông nội lái xe rất là nhanh nhé cô chú. Ở nhà chồng của Kim là ai cũng đam mê tốc độ hết trơn đó mọi người. Ba Chi là lái cực nhanh luôn. Sắp tới nhà rồi cô chú ơi. Con đường hai bên là hai cánh đồng đó mọi người. Ở đây rất là yên tĩnh luôn. Kim đã tới nhà ông bà nội của Chi rồi nè cô chú anh chị. Cái vườn hoa của nội nè, hôm nay cũng có nhiều hoa rồi đó. Mấy cây lá phong này hôm nay cũng ra lá hết trơn rồi nè mọi người. Mẹ Kim rất là thích cây lá phong luôn. Nhà có rất là nhiều loại lá phong luôn đó cô chú anh chị. Một xíu nữa Kim sẽ ra ngoài vườn quay cái bông hôm nay mẹ có bông gì ha. Kim thấy cái cây bông màu tím mà kia đẹp quá trời luôn kìa. Cái cây này nở hoa đẹp quá trời nè mọi người. Cây này là cây gì phải, cây hoa đỗ quyên không ta? Kim quên mất tiêu rồi, Kim không nhớ nữa. Mà cái màu nó đẹp quá nè. Bên đây là cây hoa trà hay gì đó phải không mọi người? Kim mấy cái tên hoa đó, Kim dốt lắm, Kim không có biết tên. À đây có cây hoa màu trắng nữa nè, mà nó héo hết trơn rồi. Hình như nó bị thiếu nước hay sao đó không biết. À không, trời mưa mà. Không biết sao hay là nó đứng ở trong đây ít nắng vậy đó. Từng cái ngóc ngách nào cũng có hoa hết trơn á cô chú anh chị. Mẹ Kim rất là yêu hoa luôn, cây cỏ. Mấy cái chậu này là để đây chuẩn bị trồng nữa nè mọi người. Ươm cây giống nhiều lắm, mẹ Kim ươm cây giống ở trong nhà kính đó, nhiều lắm luôn. Mùa này thì vẫn chưa có nhiều hoa cô chú. Qua mùa hè đó, hoa mới nhiều. Hoa tulip cũng tàn hết rồi nè. Mấy cái bông này mơ mốt nó nở ra đẹp lắm nè cô chú. Nó giống như một loại giống như cái bông hẹ vậy đó. Nhưng mà nó bự lắm. Đây nè, nhiều lắm nè. Nó búp búp quá trời luôn nè. Mốt nở ra là đẹp lắm luôn. Thôi, cái này mẹ mới mua nè. Cái này không biết có đèn không? À, có đèn ở trong đây. Dễ thương quá ha. Ta làm cái lò xo nó lúc lắc nè. Này sắp nở rồi nè cô chú anh chị, cái màu tím đẹp quá chừng nè. Những cái này mới mốt mùa hè đó là nó lớn lên nó ra hoa nhiều lắm cô chú ơi, đẹp lắm. Ôi cái này đã có bông rồi sao? Đẹp quá nè. Nó giống như cái hoa hồng vậy hả cô chú, nó búp búp nè, thấy cưng không? Mẹ Kim rất là thích hoa màu vàng đó mọi người. Cái tiếng trùng gió ở dưới kia nó kêu. Ở trong cái vườn của mẹ Kim đó, mẹ máng nhiều cái chuông gió lắm cô chú anh chị. Đây là trong nhà kính nè ha, quá trời. Quá trời nhiều cây giống luôn nè, bông hoa nè, nhiều lắm. Cái này bây giờ đem ra ngoài trồng được rồi đó. Những cái này đã có hoa luôn rồi nè cô chú. Nhiều lắm. Đây là cái cây hướng dương. Cây hướng dương nè. Nhiều ghê chưa?
Ở đây cái lá giống không? Cái lá này giống Cosmo, không biết phải không? Cái bông hoa giống như hoa cúc vậy đó, đẹp lắm. Dây leo này đã có bông rồi. Ở ngoài vườn mẹ cũng trang trí gương nữa nè cô chú thấy không? Đấy. Ở bên kia cũng có một cái gương nữa, bên này có một cái gương. Nè. Cái này rớt hay sao nó bể rồi. Tỉ mỉ quá ha mọi người. Mỗi cái góc đều có. Đây cũng có một cái gương nữa nè. Không những trồng hoa mà còn trang trí nữa đó. Ở đây Kim thấy cái hũ này. Mẹ bắt mấy con bọ mà để vô trong nước nè. Tiêu diệt nó nè. Ở chỗ này là cô chú anh chị biết gì không? Mẹ chôn con chó đó. Con chó nó mất đó, mẹ chôn dưới đây nè. Mẹ trồng hoa lên. À, cái cây này hôm bữa là ba với mẹ Kim mới mua về nè mọi người. Người ta chở đến á, người ta mua trên mạng á. Tại vì ở xa lắm. Mà mẹ nói cái bông đẹp lắm mà Kim không biết cái bông nó như thế nào. Để mai mốt xem cái bông gì ha. Đây cái cây hoa này nè. Mai mốt nó ra cái hoa to hơn đó. Nó nở lên đẹp lắm mọi người. Một cái màu tím nè, xinh ghê chưa. Quá trời đẹp luôn á. Kim thích cái cây này lắm. Hình như là cây này mẹ mới mua về, cái này cũng là đổ nguyên luôn phải không mọi người? Đó. Ở bên đây có nhiều cây hoa lá phong lắm nè cô chú anh chị. Bên đây là cái loại lá nhỏ nhỏ nè. Ở nhà mẹ có rất là nhiều luôn. Rất là nhiều cái lá phong luôn, mẹ thích lắm. Ở bên đây nữa. Ở đây thì mùa hè. Mở cây dù với lại cái ghế này nè. Để em gói ở đây ngồi để phơi nắng nè cô chú anh chị. Cái đây là cây gì Kim không biết nữa. Mà bây giờ nó mọc chồi lên nè. Những cái đèn này cô chú thấy không? Đây là những cái đèn này nè. Là sử dụng xài bằng năng lượng mặt trời đó mọi người. Cứ trời nắng nó chiếu lên ở trên nó có cái tấm kiếng á, xong rồi buổi tối là nó sáng lên thôi, không có cần phải xài điện xài gì hết trơn á. Ui cái bông này nở rồi nè. Đó. Nó nở to như vậy nè cô chú anh chị. Nó giống nhìn giống cái bông hẹ bông hành hen nhưng mà nó loại bự. Cái này Kim không biết là gọi là cái gì nữa, gọi là hoa gì nữa. Nhiều lắm, mơ mốt nó nở lên hết trơn, nó bự như vậy đó. Đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Quá trời nhiều luôn. Cái cây này nhìn giống cây lá tía tô ghê á. Thơm lắm mọi người. Thơm lắm. Kim không biết cây gì nữa. Thơm cũng giống giống như cái mùi tía tô vậy đó. Bây giờ vô nhà thôi cô chú anh chị. Vô nhà sẽ chuẩn bị đi ăn tiệc. Ui. Cái cây này cây gì mà nó bò lên nè. À cái cây này nhà Kim có. Cái nhà Kim có cái màu đậm hơn. Đẹp quá trời luôn ha. Bây giờ thì Chi với ông nội đi lên tiệc nè cô chú. Thì cũng cách nhà của ba mẹ chồng Kim khoảng vài trăm mét thôi mọi người. Ở cái khu này chỉ có mấy chục gia đình thôi, mấy chục nhà thôi. Xung quanh là đồng ruộng nè cô chú anh chị. Ở đây rất là yên tĩnh, rất là thích luôn mọi người. Không khí không trong lành. Không khí trong lành, không có bụi bậm, cũng không có tiếng xe cộ ồn ào nữa cô chú anh chị. Rất là thích luôn. She asked where the Posse Castle. The Posse Castle is still there. She said where the Posse Castle. Where's the Posse Castle?
Chừng đụng cái đầu á. Ở đây là tiệc ở ngoài trời đây nè cô chú anh chị. À, dựng cái lều ở ngoài thôi. À, trong cái đây giống như là cái khu xóm ở đây gọi là village thì giống như là một cái ngôi làng của mẹ Kim ở đây đó mọi người. Thì những người ở trong cái ngôi làng này nè sẽ góp tiền lại để tổ chức cái bữa tiệc này nè mọi người, ăn mừng cái hôm nay là ngày nhà vua lên ngôi đó cô chú anh chị, nhà vua nhận lên ngai vàng đó, vua mới của nước Anh đó. À, cho nên là cả cái làng sẽ góp tiền lại để mọi người ra đây ăn uống họp mặt trò chuyện đó. Rồi còn sau khi mà cái bữa tiệc chi ra hết bao nhiêu thì còn lại sẽ dùng cái số tiền đó để làm từ thiện đó mọi người. Ở đây có cái lều đó nè cô chú anh chị. Ở bên đây là có cái nhà hơi để nhảy nhưng mà người ta vẫn chưa có bơm hơi vô nữa cô chú ơi. Bây giờ vẫn chưa có ai đến hết trơn á, mình đến sớm nè. Vẫn chưa có bơm hơi lên, bây giờ em Chi Chi đang đợi cái nhà hơi này để vô đi chơi nè cô chú. Trong cái lều này thì cái lều cũng to nhưng mà không có cái gì ở trong đây hết á, không có đồ chơi cô chú ơi. Ở ngoài đây thì có ghế nè, có ghế ngồi. Cái sân này giống như là cái khu sinh hoạt cộng đồng ở trong ngôi làng đó cô chú anh chị. Chị đói bụng chưa? Chị uống nước gì không? Là đẳng nói Ganh Ma lấy cho. Hả? Có uống nước gì không Ganh Ma lấy? Ok, mẹ đi lấy nước uống nha, mẹ đói bụng. Mẹ đói bụng mà mẹ khát nước nữa. Chị. Ê trời trời trời. Hôm nay là thứ bảy ngày 6 tháng 5 thì hôm nay là ngày nhà vua đăng quang hả cô chú anh chị. Cả nước Anh ăn mừng luôn mọi người. Những ngày này ở trường học của Chi mấy ngày trước cũng làm tiệc ăn mừng ở trường đó mọi người. Mặc dù là có một số rất là ít người là không có cái kiểu người ta chống lại đó, nhưng mà cũng còn có rất 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 là nhiều người nữa ở nước Anh ăn mừng cái ngày này, mừng nhà vua đăng quang đó cô chú anh chị. Thì video của Kim đến đây là xin tạm dừng. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.